Trong dòng nước chảy hàm chứa cái đạo của một bậc quân tử lập thân xử thế. Nó chảy mãi không dứt, thấm nhuần vạn vật, mang đến cho đại địa một sức sống tợ như là có đức. Tuy nó có trăm khúc ngàn quanh, nhưng cuối cùng rồi cũng chảy về hướng đông, cũng giống như là có chí. Dù phải đối mặt với vách cao vực thẳm, nhưng vẫn hăng hái tiến lên, giống như là có dũng. Nước chảy xuôi dòng rộng lớn vô cùng mà không chảy ngược, tợ như là có đạo. Trong xanh thấu suốt, muôn vật đều nhờ nước mà có thể tẩy trừ ô uế, trong sạch tự thân, giống như là khéo giáo hóa. Nước sông có nhiều đức tính tốt như thế, không phải là cái đạo của một bậc quân tử lập thân xử thế hay sao? Khổng Tử. Tập 1. Năm 537 trước công nguyên. Khổng Khâu, ngươi định đi đâu vậy? Đi xem thử coi việc gì. Đi. Hoàng thượng đến. Quả nhân triệu thỉnh các vị đến đây là muốn tuyên bố một việc. Kể từ ngày hôm nay, nước Lỗ giảm bớt trung quân, chỉ giữ lại tả quân hữu quân. Tả quân do đại phu Quý Tôn Túc thống lãnh, hữu quân do hai đại phu Mạnh Tôn Hoạch và Thúc Tôn Nặc thống lãnh. Việc này các khanh có ý kiến gì không?
Việc thuế binh của quốc gia cũng nên giao lại toàn bộ cho chúng thần. Sau này ba anh em chúng thần sẽ giao nạp lại cho bệ hạ. Làm như vậy vừa có thể giúp bệ hạ bớt lao nhọc, vừa có thể đem thuế binh dùng trực tiếp vào quân đội hùng mạnh. Nếu các người tán đồng việc bỏ đi Trung quân, thì hãy lần lượt theo hoàng thượng kết thệ. Tâu hoàng thượng, chúng thần không đồng ý. Tâu hoàng thượng, chúng thần không thể kết thệ. Tại sao? Nước Lỗ ta là một nước lễ nghĩa, vì vậy phải hành sự theo lễ nghĩa. Việc giao quân đội cho đại phu thống lãnh là không hợp với lễ chế. Chúng thần thân là kẻ sĩ, cho nên rất coi trọng tín nghĩa, thà chết chứ không làm điều trái nghĩa. Tâu hoàng thượng, chúng thần không thể kết thệ. Tâu hoàng thượng, chúng thần quyết không kết thệ. Chúng thần không đồng ý kết thệ. Quyết không kết thệ. Những ai nghe lệnh của quý gia ta thì hãy ngồi xuống. Còn ai nghe lệnh mạnh gia ta thì ngồi xuống. Ai theo thúc gia ta thì ngồi xuống. Nếu các người nghe lệnh của hoàng thượng thì nên kết thệ ở đây. Còn kẻ nào gây sự thì sẽ không tốt đâu. Mời các vị ngồi xuống. Tâu bệ hạ, có thể kết thệ được rồi đó. Quân đội thì sâu xé nhau, đại phu thì chuyên quyền. Hành động vượt qua lễ nghi này lại phát sinh trong một quốc gia chuyên về lễ nghĩa của chúng ta, thật là một điều sỉ nhục. Ông nói vậy cũng chưa đúng lắm. Kể từ khi Quý Tông chấp chính đến nay, tuy đã làm nhiều điều trái với lễ nghĩa, nhưng đồng thời ông ấy cũng có làm nhiều điều có việc có lợi ích cho đất nước. Theo tôi, việc thế gian thật là khó nói rõ. Không đúng. Việc thế gian có thể nói rõ. Dựa theo lễ nghĩa, quân thần phụ tử, mỗi người phải y theo danh phận mà làm việc. Đại phu không nên đem việc binh của quốc gia chiếm làm của riêng, càng không nên làm những việc trái lễ nghĩa mà cho rằng đó là vì việc hương thạnh của nước nhà. Tôi biết nỗi lòng của ngài lúc này, nhưng ngài đừng quên rằng dòng dõi nước Lỗ suy yếu đã 4 đời. Nói về quyền lực của nước Lỗ hiện nay thì hoàng thượng chưa chắc mạnh bằng Quý Tôn. Việc lập đàn kết thệ không phải là đã rõ ràng đó sao? Lòng dân nước Lỗ không quy về hoàng thượng mà là ở Quý Tôn. Thôi bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi. Ngày nay triều đình thì suy nhược, chư hầu tranh bá, đại phu nắm quyền, thiên hạ đại loạn rồi. So với những thứ trên thì nước Lỗ chúng ta kể như là an định rồi. Đúng vậy. Theo như tôi biết, muốn làm cho nước Lỗ thực sự được an định, trừ phi có thánh nhân xuất hiện.
Thưa Thái Sử, đệ tử xin được thỉnh giáo người một việc. Người là ai? Thưa Khổng Khâu. Người muốn thỉnh giáo ta việc gì? Thế nào là thánh nhân? Ngươi là kẻ hậu sanh áo giải, có cần phải biết chuyện này không? Con muốn biết. Ngươi có nghe qua Chu Công chưa? Ông ấy là vua đầu tiên của nước Lỗ. Ông vì bận phụ tá Võ Dương thành tựu đại nghiệp nên chưa hoàn thành sự nghiệp. Con chỉ biết có như vậy. Ngươi chỉ thấy bề ngoài. Cái hiền của Chu Công, tài năng và đức hạnh của Chu Công là ở chỗ chế tác lễ nhạc. Ông đã vì thiên tử mà kiến lập các thứ lễ nghi, quy chế pháp luật và phổ biến nó khắp trong thiên hạ. Khổng Khâu, Khổng Khâu, tại sao huynh lại đến nơi này? Chúng tôi tìm huynh cả nửa ngày rồi đó. Có nhà nọ có người mới qua đời, đang cần người lễ nhạc, huynh mau đi đi. Đi, đi kiếm thịt, mau đi đi. Thưa Thái Sử, xin người hãy giảng giải cho tôi biết. Người hãy lo đi kiếm thịt đi. Khổng Khâu mau đi đi, nếu không thì rượu thịt bị người ta tranh mất đó. Thôi đi, các người chỉ biết đến kiếm thịt. Khổng Khâu, người làm sao thế? Tranh tài kiếm chút thịt thì có gì là xấu đâu. Không phải là người muốn chia sớt gánh nặng của mẹ mình đó sao? Thưa mẹ. Mẹ à, có thịt nè. Sách vở mà Diễm Phu Tử dạy con học, con đã chép hết chưa? Tất cả bài tập con đã chép xong cách đây 3 ngày rồi ạ. Thế ông ấy đã xem qua chưa? Thưa đã xem. Ông ấy nói con viết rất tốt. Còn nữa, những gì ông ấy muốn dạy cho con đều đã dạy hết rồi. Vì vậy con mới đi làm nhạc đám phải không? Thưa mẹ, con làm việc này là vì muốn đỡ đần cho mẹ. Khâu Nhi, con không nên nghĩ đến chuyện này. Con hãy nên nghĩ đến cha con. Lẽ nào ông ấy bằng lòng cho con đi làm nhạc đám sao? Học vấn và danh tiếng của Tả Thái Sử, cả nước Lỗ ít ai bằng. Ta đã có nói với ông ấy về Khổng Khâu, tất nhiên ông ấy có biết nó. Vậy tại sao ông ấy lại đối xử với nó như thế? Sự việc của cô ai cũng đều biết cả. Và Tả Thái Sử cũng đã có nghe qua việc này. Những dư luận đó tôi cũng có nghe qua, nhưng không phải là sự thật. Có một số việc người ta thường cho là giả mà không chịu tin là thật. Lúc Khổng Khâu được 3 tuổi, cô đã dẫn nó đến khúc phụ. Một người con gái khi chồng đã qua đời, rời bỏ nhà của mình, làm như vậy rất là dễ khiến cho người ta dị nghị. Tôi làm như vậy hoàn toàn là vì Khổng Khâu. Khúc phụ là một nơi tốt để cho nó cầu học. Hơn nữa, tôi cũng có thể tránh khỏi những phiền não trong gia đình. Mọi người thường nói rằng cô đã rời bỏ xóm làng rồi thì không còn là vợ của Thúc Lương Hột nữa. Và Khổng Khâu cũng như vậy. Không đúng. Lúc chồng tôi sắp qua đời, ông ấy đã đem thanh kiếm mà mình yêu quý giao lại cho Khổng Khâu. Những việc này
Tôi định đến khi Khổng Khâu trưởng thành thì nói lại cho nó biết. Khổng Khâu năm nay được 15 tuổi, phải đợi đến mấy năm nữa mới được coi là trưởng thành. Chỉ sợ đến lúc đó tất cả đều đã quá muộn. Cô hãy nghĩ xem, nước Lỗ được gian danh về tôn trọng lễ nghi, mà trong lễ nghi điểm quan trọng nhất đó là chính danh. Chỉ có danh vọng chính đáng mới có thể thành tựu đại nghiệp. Từ khi Khổng Khâu theo học với ta đến nay, từ chỗ chưa biết gì nay đã thông minh dị thường. Nó không chỉ nắm vững kiến thức ở trường mà còn có những hiểu biết của riêng mình. Sau này nó cũng phải đến cầu học với Tả Thái Sử giống như vậy. Danh phận và lễ nghi của Tả Thái Sử rất đáng phải học hỏi. Nếu cô không nói rõ thân thế của mình cho ông ấy biết thì ông ấy sẽ không dạy cho Khổng Khâu đâu. Tôi dắt Khổng Khâu rời khỏi quê nhà, như vậy là danh phận không chánh ư? Nhiễm phu tử, xin huynh hãy đem sự việc của tôi nói rõ cho Tả Thái Sử nghe có được không vậy? Tôi cầu xin huynh. Mẹ thứ, cái gì? Con có 9 người chị và 1 người anh trai à? Đúng vậy, đó cũng chỉ là cùng cha khác mẹ mà thôi. Người vợ đầu của cha con sanh hạ 9 người con gái nhưng lại không có con trai, vì thế cha con mới cưới thêm 1 người thiếp sanh ra huynh trưởng của con, tên là Mạnh Bì. Vì chân Mạnh Bì hơi có tật nên cha của con cho rằng có một đứa con như thế thì mất thể diện, do đó ông cưới thêm mẹ của con. Khi con được 3 tuổi, cha con không may qua đời. Lúc ông ấy sắp sửa nhắm mắt, ông có ủy thác lại với mẹ của con rằng đợi đến khi nào con đủ 19 tuổi trưởng thành thì ban cho tên là Trọng Ni. Những chuyện này con làm sao mà biết được? Vì ta là biểu huynh của mẹ con cho nên ta mới biết. Vì sao cả nhà của chúng con lại không cùng sống chung?
Lẽ nào mẹ của con không nói cho con biết về lý do chính đáng mà ta rời bỏ gia đình? Thưa không, mẹ của con chỉ nói hai người đã rời khỏi nhà rồi thì không còn là người của Khổng gia nữa. Người nên giao thanh kiếm của cha lại cho con. Mẹ của con sao lại có thể nói như thế? Mạnh Bì, từ nhỏ con đã ăn nói thật thà, nhưng sự việc này con không nên tin lời của mẹ con. Sau này con sẽ hiểu rõ tại sao ta phải rời bỏ Khổng gia. Ta không thể giao kiếm lại cho con. Thanh kiếm đó cha đã giao lại cho Khâu đệ của con. Việc giao kiếm đủ để chứng minh với mọi người con cũng là con của Thúc Lương Hột và cũng xứng đáng kế thừa gia nghiệp của ông ấy. Nhưng mẹ của con không muốn vì một chút gia nghiệp đó mà xảy ra tranh chấp với họ, cho nên bà đã dẫn con đến Khúc Phụ. Khổng Khâu, mẹ con là một người phụ nữ kiên cường hiền lương vô cùng. Vì muốn cho con mau sớm nên người nên bà đã chịu rất nhiều đau khổ. Con đã nhìn thấy đó, bà ấy mới có 30 mấy tuổi mà vì khổ cực nên trở thành như thế. Con đã trưởng thành rồi, nhưng mọi người vẫn không chịu nhìn nhận con. Vì cái chân của con, nếu như con được đeo lên thanh kiếm của cha, ngưỡng nhờ thanh danh của cha, thì mọi người mới nhìn nhận con là một nhân sĩ. Vì vậy mẹ con giục con đến xin lại thanh kiếm của cha. Mẹ con nói nếu con không đòi lại được thanh kiếm của cha thì đừng về nhà nữa. Mẹ thứ, con cầu xin người. Sau khi con về nhà, con hãy nói với mẹ con, cho dù ta có hay không có thanh kiếm này, ta vẫn đường đường là người của Thúc Lương Hột. Và Khổng Khâu cũng là con của ông ấy. Cảm ơn mẹ thứ, con nhất định sẽ thường đến thăm hai người.
Thưa mẹ, mẹ, Cầu Nhi, con đói chưa? Để mẹ đi dọn cơm cho con ăn. Thưa khỏi, để con tự lấy. Thanh kiếm của cha con đâu? Thưa mẹ, ai vừa đến đây? Là quân trưởng của con. Con định đi đâu? Huynh ấy đã tìm đến nhà của mình, thì con cũng có thể đến nhà huynh ấy. Con mau trở lại đây. Con qua đây. Con thật sự muốn đi à? Dạ phải, con muốn đi. Vì chỉ có thanh kiếm mới có thể chứng minh con là con của Thúc Lương Hột. Dạ lại, con còn phải đường đường chánh chánh đi báo cho họ biết căn nhà đó là của con, tất cả gia nghiệp đó đều là của con. Con đến đây, đến thề trước phụ thân con, từ nay về sau con phải dựa vào năng lực của mình để làm người. Con xin thề là suốt cuộc đời này con sẽ làm theo những lời dạy của mẹ. Từ nay về sau con sẽ không làm cho mẹ tức giận nữa. Mẹ, cậu bé này rất thông minh hiếu học, lại còn rất yêu thích lễ nhạc. Lúc còn bé, nó thường bày tất cả những đồ cúng tế trong nhà để luyện tập lễ nghi. Tuy đó chỉ là trò trẻ con, nhưng qua đó ta có thể nhận ra nó đích thực là khác lạ so với những đứa trẻ khác. Những việc làm của nó hồi nhỏ ta không buồn bận tâm, ta chỉ muốn biết là tại sao nó lại muốn cầu học với ta. Vì ông có khả năng làm cho nó trở thành một nhân tài. Mọi người đều biết tài học vấn và làm người của phu tử. Ngoài ra, ông còn là người nắm giữ tất cả những kinh điển văn hiến của quốc gia. Cũng giống như Khổng Khâu là một học trò hiếu học cầu tiến, ở chỗ của ông nó có thể nhận được sự dạy dỗ đầy đủ. Huống gì nói về thân phận của nó, vốn không thể được học trong trường công. Do đó nó bái ông làm thầy là điều thích hợp nhất. Xin ông bẩm báo với Tả Thái Sử có Khổng Khâu đến bái thầy cầu học. Xin ông đem tấm lụa này giao lại cho Tả Thái Sử. Hai người ấy đợi ở đây, để tôi vào thưa lại. Người cứ nói là ta không có nhà và cũng không biết khi nào trở về.
Thái sử không có ở nhà, xin hai người hãy trở về đi. Thưa mẹ, hay là ngày mai chúng ta lại đến? Khổng Khâu, ở cửa thành phía đông có một đám tang, chúng ta cùng đến đó nhé. Thưa mẹ, hôm nay ta có việc nên không thể đi. Không đi à? Thế thì chúng ta đi. Thưa mẹ, mẹ có bệnh trong người nên hãy về nghỉ đi, để con đợi ở đây cũng được. Thưa mẹ, mẹ có hiểu ý của con không? Mẹ về nghỉ đi. Con nhất định sẽ đợi Tả Thái Sử trở về phủ. Không, con nhất định đợi đến khi nào ông ấy đồng ý dạy con học mới thôi. Khổng Khâu, Tả Thái Sử vẫn chưa về à? Nếu sớm biết như vậy, chi bằng đi với bọn tôi kiếm chút ít thịt cho huynh này. Cầm lấy đi. Trời đã tối rồi, huynh nên về nhà đi. Cảm ơn. Đi thôi, chúng ta đi thôi. Khổng Khâu, ngày mai huynh hãy đến không được hay sao? Đúng rồi đó, mau về nhà đi. Mẹ, con đói rồi phải không? Thưa mẹ, con ăn đi. Người ra nói họ ngày mai hãy đến, nhớ nói ta nhất định sẽ ở nhà đợi họ. Thưa vâng. Không, tôi nhất định hôm nay phải bái kiến ông ấy cho được. Ông hãy nói với hắn, có lẽ ta sẽ về nhà rất muộn. Thế thì tôi sẽ mãi đợi ở đây, đến khi nào ông ấy về mới thôi.
thái sử. Ông đối xử như thế là hơi quá. Họ là những cô nhi quả phụ đã đợi ông bên ngoài suốt cả ngày rồi. Ông có nhận dạy hay không thì cũng trả lời cho họ biết chứ. Chuẩn bị xe. Nó đến rồi. Khổng Khâu, con qua đây. Thưa thái sử, Khổng Khâu con nguyện bái người làm thầy. Chiếu theo lễ nghĩa, ta không thể dạy người khố rách áo ôm như ngươi. Nhưng vì tấm lòng thành của ngươi đã khiến cho ta khó mà từ chối lời thỉnh cầu. Vậy thì con xin được hành lễ bái sư. Khoan đã. Khổng Khâu, ngươi thật sự muốn lập chí học bắt đầu từ hôm nay à? Thưa phải. Thế thì tốt. Sở dĩ ta để ngươi đến đền thờ Tổ quốc trước là vì ở chỗ này không thể nói giả dối. Học tập là việc rất là khổ cực. Vì vậy quyết không có chút giải đãi lười biếng. Và không được làm bất cứ việc gì ngoài việc học tập. Chính vì vậy, dù ngươi làm việc đó có đầy đủ lý do như thế nào đi nữa cũng không được. Ví như là việc theo nhạc tang kiếm thịt vậy đó. Ý của thái sử có phải là vì muốn cho con chỉ lo học chứ không làm gì khác, cho dù việc làm đó là giúp đỡ mẹ con, có phải không? Đúng vậy. Nếu không thì việc học thành tài chỉ là câu nói suông. Nhưng mẹ con thường có bệnh trong người. Nếu đã như vậy thì ngươi cần gì phải đến đây tìm ta? Vậy thì ngươi hãy lo đi kiếm thịt đi. Khâu Nhi, bái thầy đi con. Thưa mẹ, con hãy thề với thần linh, từ đây về sau dù có gặp phải khó khăn gì đi nữa, con cũng cố gắng học hành. Con thề đi. Muốn trở thành một bậc quân tử cao thượng thì cần phải có học vấn. Trước hết phải học hỏi cái lễ đi đứng, cái nhạc thường tấu, cung tiễn, cưỡi ngựa, viết sách, tính toán, rồi sau đó mới học các thứ kinh điển như thi, thư, lễ nhạc, xuân thu. Muốn tinh thông những kinh điển này thật là khó, nhưng mà chỉ cần ngươi thành tâm chịu học thì sẽ có kết quả. Học kinh thi có thể khiến cho mình ôn hòa đôn hậu. Học kinh thư giúp mình biết xa hiểu rộng. Học lễ nghĩa khiến mình cung kính khiêm nhường. Học nhạc khiến mình hoạt bát vui vẻ. Học xuân thu thì hiểu mình nên làm gì và không nên làm gì. Chỉ sợ học vấn không đủ mà lại muốn có phẩm chất tốt đẹp. Kẻ tiểu nhân không đức thì sẽ hại đến người khác. Quân tử mà không đức thì sẽ hại đến quốc gia. Người nắm quyền mà không có đức thì sẽ nguy hại đến thiên hạ. Do vậy những kẻ hại người, hại quốc gia, hại thiên hạ ngày càng nhiều hơn, làm cho lễ nhạc trong thiên hạ ngày nay bị băng hoại, tranh loạn không dứt. Khổng Khâu, ngươi không phải chỉ biết đến việc học kinh sách mà còn phải học hỏi đạo làm người nữa đó.
năm 535 trước công nguyên. Mẹ, không sao đâu. Mấy ngày nay con chỉ chú tâm theo thầy học hỏi, vì vậy nên không có giúp mẹ được gì. Mẹ, mẹ. Hầu Nhi, mẹ, con tìm người đến trị bệnh cho mẹ nhé. Không cần đâu, mẹ chỉ là hơi mệt thôi. Mẹ, con đi nấu cơm đi. Con đi đây. Thưa mẹ, có phải mẹ thấy khó chịu lắm không? Không đâu, mẹ rất khỏe. Thế có phải là con nấu cơm khó ăn không? Không, ngon lắm. Thế tại sao mẹ lại không ăn? Mẹ ăn no rồi. Thưa mẹ, để con dìu mẹ vào trong nghỉ nhé. Mẹ muốn dệt tấm vải này cho xong. Thưa mẹ, con xin mẹ một việc. Việc gì thế? Bắt đầu từ ngày mai, cuộc sống trong nhà mẹ hãy để con lo lấy. Thế con có muốn học nữa không? Mỗi ngày con sẽ ngủ ít một chút thì sẽ không có ảnh hưởng gì. Thank you.
Hôm nay con làm sao thế? Tập bắn cung thì phải chuyên tâm chuyên ý chứ. Con không thể tập trung vì mẹ con đang bệnh ở nhà.